Ôi dồi, các bạn ơi, hello anh em nhá. Ngon quá, hôm nay có cả đùi gà có bao thứ này. À, anh em xem video đi, hay nhớ like video mình nhá. Ủa, thằng hacker nó xin mình, nó đuổi thằng mình từ nãy giờ mình không cho đồ ăn đấy anh em ạ. Bây giờ phải chạy về nhà ăn một mình thôi, không đồ ăn hết anh em nhá. Ôi trời ơi, đói bụng quá cơ. Ôi sao mà đói thế này, đói quăn ruột rồi. Ôi. Quả chuối ngon thế này mà sao thằng nào nó ăn lại để lại phí thế này không biết chứ. Ui giời ơi, về ăn thôi. Ngon thế nhỉ. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Ôi anh em ơi, hôm nay có gì đây? Một cái pizza này, pizza xích này. Một cái hamburger nhìn sướng không anh em ạ? Ui ôi, sốt này. Cái gì đây, hamburger gà. Ui cái đùi gà này. Ui cái đùi gà này mà ăn thì thôi rồi anh em nhở. Rồi. Rồi cái gì đây? Xúc xích này, xúc xích phô mai này, sướng không? Nhìn sướng không? Sướng quá. Ôi, còn cái vỏ chuối này không biết có ăn được không nhỉ? Ăn thử xem nào. Kinh quá. Ôi, đói thế. Ô, Tâm Paris, nó làm cái gì kia nhỉ? Ôi, nó ăn được đùi gà kìa. Ôi, Tâm Paris mới ăn đùi gà. Ôi, phải vào xin nó mới được. Tâm Paris. Tâm Paris, mày có gì vậy? Chẳng có gì hết. Ở đây thầy. Ôi, hờm thế. Hơm cái gì của tôi? Mày có nhiều đồ ăn thế này mày chia sẻ cho tao với. Tao đang đói lắm, vừa xong ăn được mỗi cái tí miếng chuối cái tí này. Rồi ông ơi, quả chuối tôi vứt đi. Ông ơi, ông chuyên lên thằng đi ăn trộm ăn cắp ông còn trôn tôi, ông chơi tôi đủ thứ, ông dòng xin tôi ạ. Thôi, xin lỗi, cho ăn đi, xin lỗi. Không có lỗi làm gì hết nha, tôi không có lỗi gì cho ông đâu. Đi. Dạ, anh Tân Tân đi cho em ăn đi. Không phải là thế, nhanh tao đổ tương ớt vào đầu rồi. Tâm Paris, thằng đèo. Ôi bây giờ mình xin nó không cho mình đâu. Mà nó có nhiều đồ ăn thế cơ mà nhỉ. Có cách nào để mình lấy đồ ăn được không? À, chỗ nó ngồi có cái tivi. Mình phải chui vào cái tivi đấy. Mình sẽ biến được cái tivi đấy để cướp đồ ăn của nó. Hacker thật là thông minh. Yeah. Thằng hacker chuyên ra phá đám anh em ạ. Chui bây giờ đuổi đi rồi ăn thôi. Ôi dồi ôi, cái đùi gà KFC anh em nhìn sướng không? Chấm chút tương ớt tương cà này. Ôi dồi ôi. Mời anh em nhá. Cắn một miếng đã luôn. Ôi thằng Tân Paris ăn đùi gà ngon thế nhở. Ôi dồi ôi, à mình phải lấy đùi gà của nó. Tân Paris, tao lấy đùi gà của mày. Bắn ra đi. Ôi dồi, sắp lên top 1 Free Fire rồi. Bắn đi, ui bắn đi, lấy được đùi gà rồi, ăn một miếng xem nào, ăn một miếng nào, sao không ngon nhỉ, ôi chết rồi, quên lấy nước chấm rồi, nước chấm nào, lấy nước chấm, bắn đi, đánh. Đây đi. Ôi, bắn. Ôi trời ơi. Nước chấm đây rồi. Ngon thế nhỉ. Ăn nào. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Bỏ mặt nạ ra ăn cho sướng nào. Ngon thế nhỉ. Ôi. Sướng thế. Hết rồi. Ôi, đã ngon thì hết rồi. Thôi trả lại mày, tương đây đi. Tao trả lại mày này. Đi. Anh. Ui xời, đói thế à? Không đánh được. Ăn tiếp đùi gà. Đùi gà đâu? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Chơi được có 1 phút anh em ơi. Mới chơi 1 phút mà cái đùi gà còn nguyên, sao lại còn cái xương cái này. Hay là có chó có mèo gì đây nhở? Mà chó mèo sao nó nhảy được lên bàn này nhở? Trời ơi. Trời ơi. Chấm còn đây mà. Thịt của tôi thì đâu rồi? Thôi ăn tạm cái xúc xích này cũng được vậy. Đói quá, cái đùi gà mà chết được miếng nào đã mất rồi. Thôi ăn tạm xúc xích vậy. Vẫn còn nửa cái. Để một tí
ăn tiếp. Chơi rồi. Trời ơi, ăn xong đùi gà rồi mà vẫn đâu ấy nhỉ? Tân Paris, mày ăn cái gì đấy? Mày ăn cái gì Tân Paris? Mày ăn xúc xích à? Tao lại lấy của mày Tân Paris à? Tao lấy của mày. Trời ơi, đánh nốt trận đi, làm nó ăn của nốt ăn cái xúc xích nào. Ăn đi. Lại lấy được xúc xích ăn rồi. Ăn thôi nào. Ăn nào. Không chửi mày nữa, ăn xúc xích rồi. Cái xúc xích vừa mới còn một nửa cái đâu rồi. Anh em mình thấy cái nào lôi của mình không? Sao ơi, làm sao còn cái nửa cái này? Cái tinh là có cái chó mèo gì? Có cái gì đâu nhỉ? Rồi, ôi ơi. Đi ra ngoài chưa? Thằng Tân Paris nó tức nó bỏ đi rồi. Mình phải lấy hết đồ ăn của nó thôi. Lấy hết đồ ăn của nó thôi. Hamburger. Ăn thôi. Lấy nước đi kìa. Lấy nước cái đánh pizza bây giờ. Lấy nước đánh pizza. Còn có 5-6 triệu. Tức quá, nó mua hết. Nó ăn hết đùi gà của mình, không biết như thế nào. Thôi cầm cái này đi mua đùi gà ăn vậy. Về đến nhà rồi. Cái gì kia? Cái gì kia? Có bàn tay này. Bàn tay nó thò ra từ màn hình này. Cho ông đặt thằng Chô. Thằng Chô. Mày ơi, tôi phải đi. Thả tay đâu ra, tôi phải đi. Thả tao ra. Thằng Chô, hôm nay tao phải bắt bằng được mày. Không, sao mày khỏe thế? Trong này vui không? Ừ, đi. Ừ, đang ở đâu đây? Đây là trong màn hình tivi đấy. Ôi trời ơi. Đang ở trong tivi. Tao chạy đây. Tao kia đứng lại. Đã đây, đã hết đồ ăn của tao đây. Lại cơ. Ôi mệt thế. Tao ơi, tao mệt lắm rồi. Cái gì? Tình hình là tao cũng không cần bắt mày nữa. Tao cũng không cần chạy nữa mày. Mà bây giờ ở trong này nhá. Tao nói mày không có đồ ăn đồ uống thì cũng hai thằng cũng chết thôi. Ôi ở trong này sống đấy đâu. Ôi trong này khát nước lắm rồi ấy. Khát nước lắm. Mà bây giờ nghĩ cách phải thoát ra khỏi cái tivi này thôi. Ôi ôi, trong đây nó thế giới rộng quá. Có cách rồi. Cái gì à? Cái gì à? Hỏi chị Google. Chị Google. Ôi mày mang điện thoại không? Có. Ôi giời mày. Tao mang quá. Mày thế. Điện thoại này. Bấm mọi chị Google đi. Bấm này. Alo. Chị Google à? Tao đây. Chào rồi. Chị Google ơi. Chị có biết em là ai không? Mày là thằng óc chó. Xin lỗi, mình biết, bà cần thì biết mình. Em xin lỗi chị nhá. Em xin lỗi chị Google nhá. Mày. Để tao hỏi nhá. Chị Google ơi. Thế bây giờ là bọn em bị chui vào trong cái màn hình tivi này. Chị có cách nào để cho bọn em chui ra thế giới bên ngoài không? Ở trong đây không có nước uống, bọn em khát lắm rồi. Đưa cho chị 10 triệu, chị nói cho. Mày mang 10 triệu không? Mày mang tiền không? Không. Thôi chị ơi. Chị ơi, bọn em làm gì có tiền, bọn em không mang tiền. Bọn... Bây giờ chị cho em ra ngoài tí em giả nhá. Lên nhá. Tí giả. Nhớ trả tao đấy nhé. Ok rồi. Bây giờ chị cứu bọn em đi. Có cách nào không chị ơi? Cắt vỡ mồm thằng hacker. Chị Google ơi, sao chị lại xui nó đấm em? Em có tội gì đâu? Đau quá. Chị cứu bọn em đi. Bây giờ hai thằng mày đi tìm cái công tắc điện. Bấm vào công tắc là thoát ra ngoài. Cái công tắc điện. Tìm cái công tắc điện nhanh. Tìm đi. Đây rồi, xong như mô tả. Hai cơ. Đâu. Công tắc điện đây rồi. Đây rồi. Ô, Tân Paris ơi. Bây giờ đứa nào chạm vào trước đây? Tao chạm trước chứ ai đấy anh cơ. Tân Paris ơi. Ôi trời ơi, nó biến ra ngoài rồi. Mày để tao ở đây à, Tân Paris ơi. Thoát rồi.
gì đây? Trả tao 10 triệu ôi, đi. Ôi chị ơi, em làm gì có tiền nhá, chị em nợ nhá. Tắt. Tân Perry, Tân Perry, mày cứu tao đi Tân Perry ơi. Cứu tao. Anh cơ, mày làm quá nhiều việc xấu rồi. Mày còn lại còn đi ăn trộm đồ ăn nữa. Tao sẽ không cho mày thoát ra ngoài đâu. Cứ ở trong cái tivi đấy mà chơi.